Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. À, con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cặp sứ ánh dương gin, hoa màu đỏ cánh đơn nha cô chú anh chị mình ha. Cặp này củ khá đẹp, tàn cũng đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, thì con giao lưu cặp này cũng với giá là 300 ngàn thôi cô chú anh chị mình nha. Đó, củ thì ánh dương thì củ rất là quái luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cây này củ quái đẹp luôn nè, nó xoay tròn tròn luôn á. Rồi, cây số 2. Đó, rất đẹp luôn nha cô chú anh chị mình. Cặp này đẹp, cô chú anh chị nào lấy thì điện thoại dùm con qua số điện thoại là 0932 612 668. Đó cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình ha. Cặp sứ này rất đẹp luôn nha. Cô chú anh chị nào xem kênh thì nhớ nhấn nút kênh theo dõi ủng hộ con nha cô chú anh chị mình nha. Đó, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình.